Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phu âm theo thánh Luca. Lời Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người ở ga lê làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh người lên tiếng bảo các ngươi tưởng rằng mấy người xứ galilea đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ galilea ư ta bảo các ngươi không phải thế nhưng nếu các ngươi không ăn chay không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị quỷ diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloé đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy người còn nói với họ dụ ngôn này có người trồng một cây vả trong vườn nho mình ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy ông liền bảo người làm vườn rằng kìa đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có anh chặt nó đi còn để nó choáng đất làm gì nhưng anh ta đáp rằng thưa ông xin để cho nó một năm nay nữa tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân may ra nó có quả chăng Bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi Đó là lời Chúa Lời Chúa Kitô người khen Chúa Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em một quan niệm khá phổ biến không chỉ ở thời của chúng ta ngày hôm nay mà ngay từ thời của Chúa Giêsu trên đất nước Do Thái đã có đó là quan niệm về luật nhân quả nhiều người Do Thái xưa xem hai biến cố có tính chất thời sự là quan tổng trấn phi giết mấy người nổi loạn ở galilea và một vụ khác đó là tai nạn do tháp siloe sập đè chết 18 người là một hình phạt mà thiên chúa giáng xuống trên những người tội lỗi còn những ai thoát được thì được xem là người công chính. Chúa Giêsu đã bác bỏ một quan niệm nông cạn này và chỉ cho thấy các biến cố đó là một lời cảnh báo. Mọi người đều có tội nên đều phải sám hối và ăn năn. Chúa Giêsu nói Ta bảo các ngươi không phải thế Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải Thì tất cả các ngươi sẽ bị hủy diệt như vậy Thật vậy Cái chết đã bất ngờ xảy đến cho những người bị giết Ở Galilea hay là tai nạn Tháp Siloe. Sự bất ngờ này cũng giống như là những bất ngờ khác trong phúc âm, Chúa Giêsu đã từng cảnh báo như là dụ ngôn kẻ trộm đến nhà vào ban đêm mà chủ nhà không hề hay biết, hoặc một dụ ngôn khác cũng giống như là người chủ đi xa về bất ngờ mà người đầy tớ không ngờ đến nếu cái chết xảy đến bất ngờ như thế thì dĩ nhiên những người khôn ngoan phải luôn sống trong tư thế sẵn sàng sự sẵn sàng một cách cụ thể nhất ở đây đó chính là sự xám hối thưa ông bà cô bác và anh chị em dù muốn hay không dù có nghĩ tới nó hay không cái chết vẫn là một thực tại mà chúng ta chứng kiến hàng ngày nơi xã hội mà chúng ta đang sống nơi những bạn bè và những người thân của chúng ta đã ra đi cái chết còn là một khắc khoải không ngừng tra vấn từng người chúng ta bao giờ tôi chết tôi chết ở đâu và chết bằng cách nào. Khi nói đến cái chết và kêu gọi sám hối, Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi con người hãy chuẩn bị để đón nhận cái chết vốn đến một cách bất ngờ. Ngài còn còn muốn nhắc nhở con người về một điều cơ bản khác, đó là thân mận thân phận mỏng giòn và bất toàn của con người chấp nhận thực tại của cái chết là chấp nhận thân phận bất toàn ấy có nghĩa là chấp nhận một sự lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa là Đấng đã làm nên làm nên sự sống và làm chủ cái sự sống này. Song song với lời kêu gọi đó Lời kêu gọi sám hối của Chúa Giêsu đó Thì Chúa Giêsu còn kể một vụ ngôn Về cây giả Để cũng mời gọi ăn năn sám hội, Cây vả Chúa Giêsu kể trong vụ ngôn Được trồng ba năm Nhưng không sinh trại Ông chủ nói Đã ba năm nay Tôi đến tìm quả cây tìm quả cây vả này mà không thấy trái anh hãy chặt nó đi còn để nó choáng chỗ làm gì dân do thái được ví như là cây vả không sinh trái chủ vườn định chặt nó đi nhưng người làm vườn của thiên chúa là Chúa Giêsu xin khất một thời hạn cho đến hết năm. Thời hạn đó là những ngày rao giảng của Chúa Giêsu. Đó là thời hạn cuối cùng để người Do Thái quay về với Thiên Chúa. Lòng kiên nhẫn lòng nhân hậu cũng có giới hạn. thưa ông bà anh chị em giống như những người do thái xưa đứng trước những biến cố phản ứng của rất đông rất nhiều người chúng ta thường hay quy trách cho thiên chúa mọi sự trừng phạt khi tô ra lệnh xử tử một số người ở galilee nổi loạn khi người do thái thì người do thái cho rằng những người này bị trừng phạt vì là những tội lỗi của họ hay là khi tháp si lê đổ xuống làm một số người chết thì người ta cũng cho là họ bị chúa phạt chúa phạt đó có thể là phản ứng của chúng ta khi đứng trước một tai họa của người khác nhưng chúng ta lại gán cho chúa một hình ảnh không mấy đúng đắn về lòng khoan dung nhân từ của Thiên Chúa, đồng thời lại vừa vừa vô tình kết án những người khác mà quên đi thân phận yêu hèn của mình. Chúa Giêsu mời gọi những người do thái xưa hãy nhìn vào các biến cố với một niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, dù con người của chúng ta có tội lỗi đến đâu, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương tha thứ cho họ Và ý thức về tình yêu ấy Thì có người càng được mời gọi để quán cãi Thì càng quán cãi chúng ta lại càng nhìn ra tình yêu của Thiên Chúa và càng ý thức về thân phận yếu hèn của mình Thì càng phải cảm thông và yêu thương người khác nhiều hơn Cho nên sám hối Sám hối ở đây một cách cụ thể và trước tiên Chúng ta hãy sám hối về cái nhìn cái nhìn về lòng nhân từ của Thiên Chúa, đồng thời thay đổi cái nhìn đối với người khác. Thưa ông bà, anh chị em. Chúng ta ngày hôm nay đang đứng trước một cơn đại dịch Corona thế kỷ này. Có lẽ mỗi người chúng ta có cái nhìn cái nhìn khác nhau về nhiều phương diện. Các nhà y khoa có thể coi đó như là một cách thế để họ tìm ra vaccine và những loại thuốc để chữa trị các thương gia thì có thể tận dụng và coi đó như là một cơ hội cơ hội để họ kinh doanh dụng cụ y khoa hay là những nhu yếu phẩm khác các nhà đạo đức thì coi đó như là những chiếc roi mà thiên chúa có thể trừng phạt trừng phạt nhân loại nhưng nếu người có đức tin thật sự Thì lại nhận ra ở đó là một khởi điểm của tình yêu Tình yêu của Thiên Chúa đối với con người Vì sao? Vì Thiên Chúa không quỷ diệt con người ngay Mà gửi đến những cảnh báo Để rồi mời gọi con người chúng ta hãy sám hối ăn năn. Con người chúng ta có thể tìm tòi Có thể phát minh ra những thành tựu khoa học Nhưng hãy nhớ Những thành tựu khoa học là để phục vụ con người Phục vụ sự sống Đừng dùng nó để chống lại Để quỷ diệt Quỷ diệt lại con người chúng ta Rồi hãy nhớ cùng nhau xây dựng hòa bình Vì sự sống còn và vì sự sống an vui của mọi quốc gia của mọi dân tộc của mọi gia đình và của từng người trên quả địa cầu này ước gì mỗi người chúng ta hãy tự sánh mình như là những cây nho chưa sinh trái tôi nói chưa sinh trái chứ không phải là không sinh trái Tình thương, lòng nhân hậu của Thiên Chúa vẫn còn đang chờ đợi chúng ta. Xin cho chúng ta biết sám hối vì thân phận yếu hèn và tội lỗi của chúng ta, của mỗi người. Và biết xin qua trái của lòng đạo đức là yêu thương, là tôn trọng sự sống và hạnh phúc của đồng loại. Là cảm thông với anh chị em của chúng ta như Chúa đã từng đã từng cảm thông và yêu thương từng người chúng ta. Amen.